xin chào tất cả các bạn quay trở lại với video tiếp theo của Đông Tô TV nha. Xin chào các bạn. Hôm nay sân nhóm Mỹ đây. Hôm nay mình quay clip này cũng vẫn làm nội dung cho các bạn xem và cũng thông báo với các bạn là nhóm mình có mấy thành viên ấy. Như mấy clip trước ấy, các bạn biết đấy, nhóm mình có hôm thì có 5, hôm thì có 6, hôm thì có 4, hôm thì có 3. Đấy, hôm nay chỉ còn ba của cháu mình thôi. Còn mấy thành viên kia thì đã sáng ngày đã đi đến trường để khai giảng, tựu trường lại rồi các bạn ạ. Dịch ở khu mình ấy thì nó cũng yên ổn rồi, nên là các thầy và cô giáo cho mấy đứa kia đi học lại rồi ấy. Còn hai đứa này nó cũng đi học lại rồi đấy, nhưng mà nhà nó gần nhà mình ấy, cho nên là nó vẫn tranh thủ nó quay được cho mình. Còn bọn kia nó ở xa ấy, nhưng cái ngày nghỉ thì bọn nó mới qua mình thôi, còn những ngày đi học thì bọn nó không có thời gian để qua mình. Nhưng mà không sao, bọn mình còn ba thành viên thì bọn mình vẫn sẽ cố gắng làm clip để cho các bạn xem với những cái nội dung mà chỉ cần 2-3 người có thể vào đông rồi. À thế có đông rồi. Có mấy người thế này quay clip chán lắm. Nhưng mà thôi, cố gắng quay cho các bạn xem. Vì cái mùa dịch này các bạn chả đi đâu chơi được. Mình sẽ làm nội dung cho các bạn xem cho các bạn đỡ chán chứ. Mình cũng thế, mình cũng chả đi đâu được. Mình cứ nhà làm nội dung thôi. Thế có đông làm nội dung gì có đâu? Hôm nay ba của cậu mình sẽ làm nội dung hồ bơi nhá. Làm clip hồ bơi cuối cùng của mùa hè năm nay nhá các bạn nhá. Đây sẽ là, đúng rồi, sắp hết mùa hè rồi các bạn ạ. Cho nên mình tranh thủ bơi đi, không có mấy nó lạnh thì không bơi đâu. Thế có đông rồi, lúc mà nó lạnh ấy thì mình bơm nước nóng vào để bơi cho nó sướng. Điểm 3.000 một số, bơm bao nhiêu cho nó đủ bây giờ? Điên à, có đông đầy tiền, mày không nghe mệnh danh của cậu đông là đại gia à? Trời, đại gia, thế mấy đứa không nghe danh đại gia trấn đất đi à? Đúng rồi. Làm hồ bơi bằng cái gì hay là lại đào đất giống trước cái gì? Ê không, đào đất thì mình chỉ làm một cái đào đất thôi. Bây giờ mình cũng làm nội dung hồ bơi nhưng mình sẽ không làm giống hệt như mấy cái trước nữa. Đào đất đó các bạn, có ba người này đào đất thì có 5 năm nữa thì không thế có hồ bơi bơi. Hả? Thế mình làm bằng cái gì? Đây, mấy đứa nhìn thấy chưa? Đấy, bạt đây. Đấy, hôm nay mình sẽ dùng bạt nhá. Lần trước mình đào đất mình cũng dùng cái bạt. Bây giờ mình lại dùng cái lối rồi. Hàng dễ vỡ. Mình lại dùng cái bạt này nhưng mình làm hồ bơi lủi với cả cái kích thước nó khủng khiếp hơn lần trước nhá các bạn nhá. Nó là hồ rực rỡ, được chưa? Chả lẽ hồ bơi không chung à cơ đâu? Hả? Hồ bơi không chung à? Không, hồ bơi trên cạn thôi. Hồ bơi lủi trên mặt đất thôi chứ không phải hồ bơi trên không. Hồ bơi nó bay tít trên trời, cái tắm nó ra. Bay tít thì làm sao mà lên đây tắm được đúng không? Thôi bắt đầu là ít thôi. Triển khai luôn đi, trời sắp tối rồi. Rồi thế mấy đứa cho bạt xuống đây để mình cho ra ngoài cái nào em. Không, đây tí nữa mình lắp xong rồi mình ui. Cô đông không qua đây bậy đúng không? Nào. Đây nước kìa. Không phải đâu, đây nước đáy của ông trời đấy. Ai nói bậy đấy giờ. Đông ơi. Ừ. Ở đâu giờ ở đây ạ? À? Không, à? Ra giữa đường cho máu. Đây ra giữa đường. Đó ra giữa đường cho máu. Đây đùa với đứa đấy. Đây này. Mình sẽ làm hồ bơi đây nhá các bạn nhá. Đấy. Làm trong hay làm ở đây vậy? Hả? Không, đây là làm trên tường này. Ừ, đấy. Là mẹ đấy luôn đấy Mậu. Được không? Được, chứ chẳng lắm. Thế còn đâu rồi? Chốt lại bên này hay bên nào đây? Ngồi phân vân suốt đến giờ rồi. Ngồi phân vân suy nghĩ 2 tiếng rồi chưa biết làm bên nào. Thôi bây giờ chốt lại bên này đi Duyên Trinh rồi. Giờ bọn mình sẽ làm bên này chứ. Bắt đầu là mình dự tính là mình làm bên này cơ. Mình sẽ dùng vận dụng là 1, 2, 3 bức tường này ấy. Là nó thành làm thành bể bơi luôn. Còn đây cái này mình chỉ bê thêm một bức nữa là thành cái bể bơi 4 bức tường rồi. Nhưng bây giờ mình sẽ làm ra bên ngoài đấy để cho nó có cái đống đá ra, cái đống đá này ngày xưa nhà mình làm nó thừa ra. Đấy để tí nó làm chỗ này trên cao cho chỗ này dưới thấp đấy để khi nào bơi mệt nghỉ hoặc leo kia là nghỉ như kiểu nghỉ dưỡng rồi. Cho thắc mắc cô đâu rồi? Hả? Cục này. Cục đấy á? Thôi cục. Cục đấy là thằng nào mà mông to mông bé ngồi đấy thì có lát hàng luôn. Anh ơi thôi tí chặt đi nhá, à để này hỏng hết bạc. Mấy đứa vào triển khai luôn này. Bây giờ mình sẽ chặt cái cục đi cho để cho nó đỡ ngồi nó xin là mông nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Hả? À. Thôi để cho chặt cho. Cháu rất là thích làm mấy cái công việc lằng nhằng. À ừ, thế con gái này chân yếu tay cứng rồi. À chân yếu tay mềm. Đông đưa cháu sao thế nào ấy? Mày không chặt được. Sao? Ui, mày chặt ngược dao rồi. Cái đằng sắc đây cơ mà. Cái này chặt đằng này. Ui. Ôi. Thôi có đông xong rồi đấy. Được rồi. Duyên ra cái này nha, rẻ nhá. Xem cái rẻ như này à. Ừ, rẻ cho cái mặt xanh này lên này. Mặt xanh
giống với biển. Ừ. Thế như cái này có vẻ hơi bé à? À không bé đâu. Hơi thấp em. Hơi thấp đi nhỉ? Ừ, có vẻ hơi thấp đấy. Ừ, thế tí cho cái kia cao lên nhá. Bây giờ mình sẽ cho cái thành bò bên này nó cao hơn để đừng nhiều nước hơn nhá các bạn. Sao nhúc nhích? Kéo nhẹ nhẹ thôi, nó đau hết cái luồng của cậu. À, giờ cho cái này lên nhá. Ngắn rồi. Các bạn ơi, mình dịch lại cái đoạn này tường nó rộng hơn, nó bị ngắn rồi. Lấy tí à, mình lấy cái đoạn dài kia, kia còn một cây dài nữa. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chặt cái đoạn luồng để dài hơn về đây để vừa khít vào cái chỗ để vừa mình bơi để cái thành tường. Các bạn ơi, mình đã cài vào được cái tường này rồi. Nhưng mà cái này hơi lệch. Nên bây giờ mình sẽ ghẹ để cho nó lăn cao lên để cho nó bậy đều bằng nhau hết. Tương đối rồi, thêm một tí nữa đi. Tí nữa. Thôi. Thôi. Lúc mà mình bơm nước ấy thì nó sẽ bịch ra, nên bây giờ mình sẽ bê thêm mấy cái cột cột ở đây để cho nó khỏe bịch ra nhá, nó chắc chắn hơn nhiều. Cái này đẹp quá. Bây giờ mình sẽ lấy dây để mình buộc vào cái đầu cái để cố định nó này để cho nước khỏe bịch ra nhá các bạn. Ừ. Cái gì đây Duyên? Hả? Buộc cố định. Buộc vào đây cơ mà. Chỗ này cái chỗ điểm tiêm điểm cái cổ này của kêu cho chắc em phải buộc đầy gì. Chán quá đấy Duyên ạ. Cháu biết được đâu. Được một mối rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ buộc thêm nhiều mối nữa để cho chắc chắn hơn nữa nha. Đấy các bạn thấy chưa? Cái cây của mình nó thẳng chít lên kia luôn. Cái ông nào cái ông nào mà để đây á, để mông đây á, con mái nó bắn cho bay tít lên trời luôn. À thôi chiều tí thôi. Đâu bây giờ bắt đầu vào công việc ta. Đây. Bạn ơi, mình không giỏi bùa nhưng mà mình chỉ phá hoại thôi. Mình chỉ giỏi cắt thôi các bạn ạ. À. Nên mình phải cắt để cho dễ buộc. Mình chỉ cầm bùn một chút nữa là xong hết cái thành hồ bơi của mình rồi. Ôi cái chai của tao. Rồi rồi. Các bạn ơi, mình đã làm xong cái thành hồ bơi này rồi nhá. Bây giờ mình chỉ cần dạy bạt ra là xong cái hồ bơi của mình. Áo bơm nữa. Các bạn ơi, bây giờ mình với cái trình tiến hành à, buộc hết cả cái đầu bạn ra vào đây để tí ấy nhá. Ôi mà cái trình này sẽ buộc lại đây để tí là mình cố định cái bả để cho nó khỏi tuột các bạn ạ. Khá là chắc chắn. Bây giờ mình sẽ buộc cái này thôi. Mình sẽ buộc vào đây để tí nữa mình buộc vào cái thành này cho nó chắc chắn để cho nó khỏi tuột bạt xuống.
Dì ơi, chính làm lâu quá, mình sẽ vào để mình hỗ trợ cho nhanh nhé các bạn ơi. Đấy, nó lại để ra ngoài đây. Đấy, cho nó căng ra. Bây giờ mình sẽ buộc cái dây này vào hoàn gậy để cho nó kéo xuống để mực nước nó không có thể kéo nó lên được. Biết rồi, tao cẩn thận mà. Ui. Ừ, nói đi. Thế cái bạn này tí mình buộc đâu cổ đâu? Ừ, cái này giờ đấy buộc vào đây này. Đây. Buộc vào đây. Sao buộc được? Ừ, đùa đấy. Tí nữa cái này tí còn đi nhưng còn đóng ở đây nhá. Im, cháu nghe cái gì này? Đây tường ụp, không sao. Đây tí mình đóng ở đây mà. À, đóng đây à? Đóng đây đấy là chính. Rồi, rồi. Thôi có đâu, trước kia là đóng đinh được thì buộc cái chỗ này ấy. Chả lẽ mình buộc cơ hơi như này à? Để cái hơi này làm sao mà chứa được nước. Không có chỗ bổ bở ở đâu cô Đông ơi. À cô Đông ơi, hay là buộc vào cái cửa sổ này này. Buộc vào cái cửa sổ này à? Ừ, nghe cũng hợp lý ấy, cũng chắc chắn đấy giờ. Nhưng mà lúc mà mua bếp mày đóng cửa sổ cái gì? Ờ, không phải, cần đóng cửa sổ luôn. Để to hơi này, có sao đóng cửa sổ. Ok các bạn ơi, đấy bọn mình đã hôm nay bọn mình đã làm sang ngày thứ hai nhé các bạn nhá. Bởi vì hôm qua làm xong tối quá xong là mình không bơm được nước ấy. Hôm nay mình sang ngày thứ hai mình sẽ tiến hành làm tiếp để bơi nhá. Bọn mình vừa đóng đinh xong hết một này rồi. Đấy, mình đóng đinh hết một này rồi. Cái bức này thì mình cho một tấm gỗ đây để cho ngăn nước phải chảy ra ngoài rồi. Bây giờ bọn mình sẽ tiến hành rửa hết bể bơi. Đấy, bể bơi rất là bẩn luôn. Sau một đêm ấy, lá trên cây trên này có cây lá nó rụng xuống ấy. Mưa nữa thế là bây giờ bọn mình sẽ tiến hành rửa một lớp phải bơi xong là bọn mình sẽ tiến hành bơm nước mới vào để bơi nha các bạn nhá. Mới sẽ bơm một lần nữa cho sạch bạn. Bể bơi này đúng là to nhất từ trước này mình làm với nhà Duyên rồi. Đúng rồi. Khủng luôn đấy, bể bơi này phải bằng đúng là một cái ao luôn. Vừa to vừa sâu luôn. Đấy, mình sẽ bắt đầu mình đi làm cao lên đây cơ. Nhưng mà mình cao lên đây thì mình bơi thì sướng, nhưng mà mấy đứa nhỏ ấy nó bơi là nó ngập đầu ấy, không ai vớt lên được. Đấy, là... không đứng, ý là toàn phải đứng không được ngồi. Đấy, cho nên là mình đã thiết kế cái đống đá ở đây để ngồi nhá, xong thì bơi mệt vầy nước chén là ngồi nhá. Cậu Đông ơi, xong rồi, sạch tinh luôn. Bây giờ cậu Đông cho nước vào tắm đi cậu Đông ơi. Ừ nhá, à rồi. Mấy đứa vệ sinh khá sạch rồi các bạn ơi, bây giờ bọn mình sẽ tiến hành mình quay thang lát xong rồi mình để nước đây cho nó chảy vào nhá. Xong rồi đầy thằng mình ra mình quay tiếp nhá. À đây nhá. Hôm qua bảo con bọn nó nghỉ nhưng mà hôm nay thằng ngày nay vì đam mê bể bơi nên nó đã trốn học nhá các bạn nhá. Nó ra đây. Chứ đúng là nó đã phải học rồi các bạn ạ. Rồi nhá. Các bạn ơi. Vừa nãy mình bơm cái hồ này nó yếu quá. Tôi có ngần này nước một tiếng ạ. Thế bây giờ mình che lắp thêm cái vòi bể ở đây để cho nó chảy nhanh hơn nhá. Nhiều nước hơn nữa. Chưa nhiều nước lắm nhở? Đây là ai đấy? Bộ trưởng của Hải Quốc à? Trinh ơi, Trinh làm nào? Nào, em. Nào.
Rồi tí nào đi xem đưa nào lâu hơn. 1 2 3. Ôi giời, chị lại lâu hơn. Chị là lâu quét nhỉ? Chị đi không? Đứa là thi với Việt đi hả? Ok. Cả ba cùng thi đi. Ok nào. Bây giờ chơi cả ba cùng thi với nhau đi. Cháu biết bơi có không? Lặn mà. 1 2 3 6 3 7 rồi các bạn. Đừng vẫy nào. Vẫy cả mất sức kinh cua. Xíu thì một nước nó vào họng rồi. Ai được lên trước của đâu? Việt giờ Trinh lên đầu tiên. Việt lâu phết kìa. Cháu biết nào. Ôi em Việt ơi, mình chết đuối rồi. Bao nhiêu chết đuối không mà chúng tao nào đâu ấy. Dúng tao còn chết hơn à? Cháu chết ở đây, đây không phải là cái ao rồi cháu còn đang đi. Ở trong này bơi chắc có bơi biển biết bơi à? Đúng không? Mỗi lần này biết bơi, ngày láo chả đi bơi. Cháu à, thì không biết bơi thì không dám đi. Mỗi lần nhỏ bơi này nữa. Chính nhiều mỏi như vậy này. Các bạn ơi, cái chỗ này nó bị thủng này, các bạn có nhìn thấy không? Đấy. Có hai chỗ tổ tổ nó chảy như cái chim của thằng Việt đây. Thế nhưng mà hai cái này không ăn thua đến mình nước của mình. Của mình thì mình còn đây. Cái chỗ này là mình làm cao hơi tiện luôn đấy. Ngồi ở đây dưới đây chán là bắt đầu lên đây. Lên đây cao. Lên đây tí thủng lỗ đít. Lên đây hơi đau một tí vì ở dưới nó là đá hỏng ấy các bạn. Nhưng mà vẫn được thôi. Nhưng mà cũng không đau mấy. Đau quá. Em ngồi ở đây không đau mấy à? Tiếp con đông to ạ. Mấy đứa ngồi thẳng ở đây cũng không đau mấy đúng không? Thôi đấy, ngồi đây kiểu thư giãn. Để mai kêu gọi anh em mang nước ngọt, mang hoa quả đây nào. Người đó. Người đi. Người đâu mang nước ngọt đây đây. Ui. Mày đâu tao biết bơi, mày dạy tao bơi với. Mày bảo gì? Mày quên nước này tao. Mày sẽ biết bơi thôi. Cái gì? Cái nước này tao tiểu rồi. Ui. Anh em lên bờ. Nước tiểu vậy. Nước tiểu của cháu không có độc đâu. Ui, không có độc. Uống đầy luôn. Nhưng mà nước phải phát là chắc cũng đi đời nhà má. Lên thôi nào. Cô Đông ơi, cô Đông bảo cái chỗ kia để làm thư giãn ấy. Cho cái chả thư giãn một tí thì luôn. Sao lại không thư giãn như thế nào? Cho như của hàng nghìn cái đinh nó nằm như của cha Tuấn người ta. Như không, của người ta chết rồi. Chưa nghe cái kiểu là phải khổ trước sướng sau thế mới giàu rồi đấy. Phải nằm ở đấy mới giàu được. Khổ mới giàu được. Anh em mình là khổ thân hào. Cái này kiểu say say sống à? Mình sẽ thử tận hưởng kiểu gì nhở, kiểu gì giống người nước ngoài nhở, kiểu chết trôi à. Mình không dám dìm hết cả người các bạn ơi, mình còn giữ lại cái đầu vì các bạn biết là sao, vì trong mọi tình huống người ta nói là phải luôn giữ một cái đầu lạnh để mình giữ hết ban đầu ấy. Nhưng mà mình đã định bơm đấy đến tận đây cơ, nhưng mà vì các bạn nhìn thấy thời tiết ở mình đây là bây giờ nó cũng vào qua hè rồi ấy, 6 giờ nó đã tối rồi, ban đầu mình dự định phải bơi với 6 rưỡi mới bắt đầu vào bơi cơ. Nhưng mà nó cũng hơi đánh lạnh với cả là nó cũng nhá nhem rồi ấy, cho nên là mình cho các cháu vào quay luôn, không quá là tối. Tối là để qua đêm ngày mai là nước nó không thích bằng mình ngày mai. Cháu làm không được, con đông cho con đông rồi. Không được, ok các bạn ơi. Đấy, vậy là clip hồ bơi cuối cùng của mùa hè năm nay 2021 của mình đến đây đã là kết thúc rồi. À nhưng mà chắc chỉ cuối cùng của ngày hôm nay thôi, chưa biết không mai nó lại lắng lại khéo lại tiếp tục kinh cùng tiếp theo đây các bạn ạ. Nhưng mà tạm thời cứ là cuối cùng đây các bạn ơi. Nếu các bạn thấy clip của mình hay cho mình xin một like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhá. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.